Bye.
Ôi, trận đấu mãn nhãn nha anh em. À, con bổi nó hơi khôn, nó cứ tới giò nó quằn lại, nó quẹt đuôi, nó tút giò nên nó hơi lâu dính một xíu. Ôi, bổi gù cũng rất là ok nha anh em. Mồi cũng mệt nghỉ với con bổi này luôn. Cái bộ cườm mà anh em ơi, gù ghê thiệt. Hai kèo hiệp 1, hiệp 2 luôn là gần 2 tiếng hồ nha anh em. Gù rất là ghê. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua bẫy giò hoặc là bổi ấp thì cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên nha. Ok, anh em đừng quên like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như là để theo dõi những clip mới nhất. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.